Mời các bạn cùng nghe chuyện Sơn Hà Trầm của tác giả Mật Thư Bạch, chương 134. Vệ ẩn tự mình chiến tranh lạnh một đêm, khiến cho bản thân bị nhiễm phong hàn. Sáng sớm ngồi dậy hát xì hết cái này đến cái khác, sở du thấy vậy không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Cơ thể vệ ẩn từ trước đến nay vẫn luôn rất cường tráng khỏe mạnh, sao lại bị bệnh được. Nhưng mà mọi người ở đây đang thương thảo chuyện tiến công Thanh Châu, sở du cũng không tiện hỏi chàng. Vì vậy mọi người nhìn vệ ẩn vừa nói chuyện, vừa lâu lâu lại hát xì một cái, Triệu Nguyệt truyền tin tức cho Lưu Dung, bảo là muốn mượn binh của hắn đánh Thạch Hổ. Lưu Dung tin tưởng, sắp xếp binh lính chuẩn bị đồng thủ, chúng ta mặc kệ sao? Tên Thời Nguyệt chỉ vào một vị trí, lấy tin tức mà hắn nhận được nói ra hỏi Vệ ẩn Hôm nay các nơi phát động bạo động chưa đến một tháng, Triệu Nguyệt không động thủ, nhìn qua là một màn bình ổn, giống như cố sở sinh sở liệu, đều tự cắn xé nhau. Triệu Nguyệt vốn là người giỏi thêu dệt chuyện, chỗ này thì khích bác, chỗ kia thì hứa cho lương thực. Hôm nay hứa nhiều như vậy Chẳng qua là muốn sớm hỗn loạn mà đánh nhau một phen Cá nhỏ ăn con tôm Nếu có anh hùng dẫn đường Sợ rằng sẽ lớn lên trở thành thế lực một phương Chờ đến sau này lại khiến vệ ẩn phải nhức đầu Vì vậy tần thời nguyệt mới hỏi một câu như vậy Mới biết bây giờ vệ ẩn suy nghĩ như thế nào Nhưng mà vệ ẩn khoát tay áo Chỉ nhìn chăm chăm Thanh Châu nói Giờ đây Thanh Châu và Bạch Châu đã là 10 thành kỳ nhau Trong đó có thành đều ở khu vực vùng núi hai thành thanh tiểu dương túc dễ công khó lủ nhưng hiện giờ diêu dũng đã tăng thêm binh lính thủ thành lúc này chúng ta tấn công một trong hai thành vận thành hoặc huệ thành chưa vị nghĩ nên chọn tòa thành nào thì hợp mọi người suy nghĩ một lát sau sở du đưa tay lên chỉ huệ thành nói tấn công từ huệ thành đi vệ ẩn ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng sở du tiếp tục nói huệ thành là thượng du của sông bạch đầu mạch nước chủ yếu của thanh châu đều là từ thượng du của sông bạch đầu nắm giữ huệ thành có lợi rất lớn Nghe lý do như vậy Đào Tuyên gật gật đầu nói Lão Phu cho rằng đại phu nhân nói phải Vệ Uẩn nhíu mày muốn nói cái gì đó Nhưng suy nghĩ cẩn thận gần đây Sở Du vẫn luôn một mực thu mua dược liệu Nên đã hiểu ý tứ của Sở Du là gì Từ hệ thành nhập vào biên giới của Thanh Châu Thanh tiếp theo chính là Nguyên Thành Không lâu sau Điện chấn sẽ bắt đầu từ Nguyên Hành Sau đó lan ra Lạc Châu Dựa theo cách nói của cố sở sinh Tình hình cứu trợ phải làm vô cùng nghiêm trọng Sở Du muốn lấy Huệ Châu Quan trọng nhất, đại khái là suy tính cho con đường cứu trợ sau này. Thực ra so với vận hành, Huệ Thành càng khó tấn công hơn một chút. Nhưng mà hiểu rõ ý tứ của sở du, chàng cũng không có nói nhiều, liền đem việc này định xuống. Chờ đến lúc hai người cùng nhau trở về vệ phủ, sở du và chàng đi trên hành lang, đột nhiên nàng dừng bước chân lại. Vệ ẩn có hơi kỳ quái. Sở du làm cái gì vậy? Sau đó thì thấy sở du đưa tay lên, đặt ở trên chán chàng một chút, sau đó cười nói. Đêm qua có phải là ta đặt chăn của chàng Làm cho chàng cảm lạnh Nghe thấy câu hỏi của sở du Nghĩ đến hành động đêm qua Vệ Uẩn có chút ngượng ngùng Thấp giọng nói Không có Có lẽ là gần đây bận rộn Không nghỉ ngơi tốt Sở du thở dài Đưa tay lên từng tay chàng Có vài phần đau lòng nói Chàng cực khổ rồi Vệ Uẩn không dám nhìn nàng Ánh mắt liếc ra bên ngoài Nghĩ tới nghĩ lui chuyện này Chính là trách Yến Vân Lãng Nếu không chàng làm sao lại tức giận với sở du chiến tranh lạnh cả một đêm trong lòng chàng nhớ kỹ yến vân lãng nét mặt không chút thay đổi quay đầu lại nhìn sở du nói ta biết trong lòng nàng còn nhớ đến chuyện địa chấn kia có điều đến lúc đó chuyện này sẽ để cho ta đi xử lý nàng ngăn vận lần đừng đi vì sao sở du cười quay đầu lại nhìn chàng về ẩn có chút bất an nói dù sao cũng là thiên tai trong lòng ta sợ sợ người khác cướp nàng sợ lão thiên gia cướp nàng đi vẻ ẩn cười khổ ta rất sợ Sở dù ngẩn người Cuối cùng cũng không nhịn được có chút ngượng ngùng Nàng quay đầu đi thấp giọng nói Làm sao có thể xảy ra được chuyện gì chứ Hai người ăn cơm mời vệ phủ xong Vệ ẩn đi cùng tân hơi nguyện Ăn bài việc xuất trình Sở dù ngồi một mình trong phòng Kiểm kê vật tư chuẩn bị cho cơn địa chấn Mới được một lúc Thì sở du nghe thấy phía ngoài truyền đến một tiếng sáo Nàng ngẩn người Âm thanh kia chăn chóc đau khổ Vừa nghe đã biết là công tử nhà nào đang trong kẹo cô nương nào đó Sở dù nghe trong chốc lát Thấy tiếng sáo kia ở ngay bên ngoài Nàng không nhịn được đi ra bên ngoài Thì nhìn thấy một nam nhân ngồi trên ngọn cây Cầm cái sáo trong tay Tự ý bay bay Ánh trăng rất sáng Nam nhân ngồi dưới ánh trăng Tuấn Mỹ phi thường Sở dù tự người trước cửa Nghe người nọ thổi sáo Hắn biết rõ nàng đã tới Nhưng không quay đầu lại liếc mắt nhìn mà vẫn tiếp tục thổi sáo Chỉ là âm thanh đang trầm thấp chợt thay đổi thành tiếng mạnh mẽ hùng hồn sát phạt Sở dù chớp mắt mưa cái không tự chủ được mà hồi tưởng lại thời thiếu niên dạng dỡ. Nàng không nhịn được cười rộ lên, phân phó trường nguyệt chuẩn bị rượu ở trong đình viện, cất giọng nói. Yến công tử thổi sáo cực khổ, một chén rượu nhạt lấy để trả ơn. Tiếng sáo vẫn chưa ngừng lại, thổi xong một khúc hoàn chỉnh, công tử kia từ ngọn cây nhảy vào đình, thản nhiên ngồi vào vị trí. Sau khi uống cạn chén rượu, mới ngẩng đầu cười nói. Rượu ngon. Hòa đào tiếu chôn cất 18 năm, sở dù đứng trên hành lang không thi xuống nói nói ra cũng xứng với một nhân vật tiêu sái như yến công tử nhân diện bất tri hà xứ khứ đào hoa y cự tiếu đồng phong yến vân lãng thở dài nếu sớm biết rượu này là hoa đào tiếu yến mỗ sẽ không uống nói xong yến vân lãng ngừng đầu lên nhìn về phía sở dù cười đại phu nhân nếu cảm thấy tiếng sáo của yến mỗ hay ngày mai chính là lúc hoa mai nở rộ ở mai viên chẳng biết đại phu nhân có nguyện ý đến cùng tiếng sáo quả thật rất hay sở du gật đầu cũng thản nhiên nói có điều trong lòng ta đã có người yến vân lãng ngẩn người nhìn thấy sở du từ hành lang bước xuống đi đến trước mặt yến vân lãng tự rót cho mình một ly rượu thản nhiên nói yến công tử là người phong lưu ta mời công tử mua chén ta vì yến công tử có thể làm bạn tốt thế nhưng chuyện khác sợ là không thể yến vân lãng nghe những lời này nhẹ nhàng nở nụ cười cạn chén với sở du nói Nam nữ hoan ái vốn là chuyện vui sướng Yến mỗ ái mộ đại phu nhân Là chuyện hứng thú của Yến mỗ Đại phu nhân không cần khổ não Chén rượu này Yến mỗ mời người Nói xong Yến vân Lãng nâng chén rượu lên uống cạn Rồi nhảy lên cây Đứng trên ngọn cây kết cao giọng nói Đại phu nhân Yến mỗ nhận của người ba ly rượu Vậy thì thổi thêm một khúc nữa Sở dù giờ khóc giờ cười Lúc này Yến Vân Lãng cũng thổi một ca khúc tình ý kéo dài Lúc này vệ ẩn mười về phủ Trang vừa mới bước vào cửa đã nghe thấy tiếng sáo. Tiếng sáo kia có thể rõ ràng nhận ra là một ca khúc cầu tình yêu. Vệ Uẩn cao ngay nói: "Trễ như thế mà ai còn đang ở trong phủ thổi tà âm như vậy?" Đang nói, đúng lúc Vệ ẩn đi tới hành lang, nghe thấy nhà hoàn nhỏ giọng nói: "Mặc dù Yến công tử không có tuấn mỹ bằng vương gia, nhưng thực sự rất là đạt tình nha, nếu ta là lại phu nhân sẽ lập tức chấp nhận hắn." Nghe nói như thế, cước bộ của Vệ ẩn dừng lại một chút, cũng không biết là vì sao, mà đứng lại chỗ nghe trộm hai nhà hoàn nói chuyện nhà hoàn còn lại nói người nghĩ đại phu nhân giống người sao đại phu nhân là người ổn trọng như vậy đương nhiên là muốn khảo sát một chút khảo sát thì khảo sát nhà hoàn ban đầu kia nói nhưng yến công tử theo đuổi như vậy nữ tử nào không động tâm chứ vệ uẩn có chút không nghe nổi nữa muốn khiển trách hai nhà hoàn kia nhưng lại cảm thấy có chút mất mặt liền xoay người sang chỗ khác thay đổi đường đi đi được nửa đoạn đường Vệ Uẩn quay đầu nói với vệ thu Người mà người đến bắt hắn ném đi cho ta Ngày mai nếu còn đến Gặp một lần đánh một lần Vệ thu đáp ứng một tiếng Một lát sau tiếng sáo không còn nữa Không có tiếng sáo kia Trong lòng vệ Uẩn lúc này mới thoải mái Chàng trở về phòng của mình Lặng lẽ nhảy ra khỏi viện Đến sân viện của sở du Chàng thấy sở du ngồi một mình trong đình viện đùa dưỡng chén rượu Đối diện còn có một ly rượu còn phân nửa ở bên trong Rõ ràng lúc nãy đã có người đối ẩm với nàng Vĩ ẩn cũng không biết nên tức giận như thế nào Tức giận cái gì Chàng thấy bốn bề vắng lặng Đi đến trước mặt sở dù Nín nửa ngày rốt cuộc nói Ta sẽ đánh đàn Sở dù hơi sững sờ ngẩng đầu lên Có chút kỳ quái Cái gì Nếu nàng thích những thứ kia Ta có thể đánh đàn cho nàng nghe Vĩ ẩn thấp giọng có chút chuột dạ nói Nếu hắn trở lại Nàng phải đuổi hắn đi ngay Người lúc nãy mới đuổi Yến Vân Lãng đi là người của chàng Sở dù phản ứng kịp Nàng vẫy vẫy tay Vệ ẩn ngồi xuống bên cạnh nàng không nói gì Sở dù nắm tay chàng nhẹ nhàng vuốt ve Trên tay chàng có rất nhiều vết thương Và nốt chai sần Hoàn toàn không giống với các công tử quý tộc ở Hoa Kinh Rất khó để tưởng tượng được một đôi tay như vậy Lại đặt trên một người một nam nhân tuấn nhã Cũng càng khó tưởng tượng hơn nữa Chính là một đôi bàn tay như vậy Có thể đánh đàn Điều hương tượng như một sư phụ phòng nhã Nhưng mà dù sao vệ ẩn cũng xuất thân Danh gia vọng tộc thuở thiếu thời tuy rằng ngoại trừ tập võ ra thì đều không thích những cái khác. Thế nhưng lục nghệ thì ít nhiều cũng học một chút. Năm đó vệ quân là thế tử nên yêu cầu rất cao với bản thân. Đối với người đệ đệ này thì quản càng thêm nghiêm khắc, đánh cũng phải đánh cho đến lúc học được. Chỉ là vệ ẩn thuở thiếu thời quá mức bướng bỉnh những công tử quý tộc gì đó, chẳng hết thảy đều không thích, nhất là làm thơ viết văn, thật tình nguyện bị vệ quân quất roi cũng không học. Có điều có vệ quân, cộng thêm vệ uẩn cũng thông minh, Ít nhiều cũng học được một vài thứ Chỉ là năm 15 tuổi Bỗng không có thời gian nữa Lúc 15 tuổi chàng luyện được một tay chữ tốt Không thể để cho triều thần chế nhạo Học được viết văn chương hay Cùng đám văn thần đấu võ mồm Trường hương trong tay không rời khỏi người Nhưng lại chưa một lần cầm qua cây đàn Điều chế hương thơm Chàng không thể so với Yến Vân Lãng vô ưu vô lo Lớn lên là một công tử phong lưu như thế được Thế giới của chàng tàn nhẫn nhiều hơn rất nhiều Sở dù vớt tay chàng cười nói Chàng sao đo với hắn chuyện này để làm gì Vệ ẩn mím môi Lại nghe sở du nói Thật là sẽ đánh đàn Vệ ẩn hơi do dự Lâu rồi cũng chưa từng luyện qua Sở du cười rộ lên Nàng gọi Vãn Nguyệt đứng bên cạnh nói Người vào trong phòng lấy cây đàn tới đây Vãn Nguyệt vâng một tiếng Đi lấy đàn cầm đến Vệ ẩn nhìn vậy khó khăn nói Thật sự muốn nghe à Sở du nhớ mày Chẳng lẽ là chàng gạt ta? Không có Viễu ẩn lập tức nói Ta sao có thể lừa nàng được chứ Nói xong chàng lấy cầm ra sờ qua cầm huyền Nghiêm túc nhớ lại năm đó chàng học được như thế nào Chàng vốn đã được dạy từ đại sư phụ Chẳng qua là năm đó quá mức ngu đần Nhưng kiến thức cơ bản vẫn còn nhớ Ánh mắt chàng đặt trên cầm Tay ở mặt trên nhẹ nhàng gầy ra tiếng đàn Quả thật là lâu dối không gầy Thanh âm không được coi là lưu lát Thế nhưng chàng đàn rất chăm chú Tư thế ngồi thủ thế không một biểu hiện dư thừa chứng tỏ chàng đã từng được giáo dưỡng tốt như thế nào. Sở du tựa đầu vào vai chàng, nghe thấy tiếng đàn của chàng càng ngày càng lưu loát. Nàng nhìn đôi bàn tay kia ôn hòa nói. Hoài du, hứ, chờ sau này chàng sẽ dẫn ta đi sao? Được, không hỏi xem là đi nơi nào sao? Sở du không khỏi nở nụ cười, vẻ ẩn bình tĩnh nói. Từ trước đến nay, nàng là người có trách nhiệm. Nếu nàng muốn đi, tất nhiên là thiên hạ này đã yên ổn. Ta cũng không có gì phải lo lắng nữa Nàng muốn đi nơi nào Ta thuận theo nàng đi đến đó là được rồi Đến lúc đó Chàng có thời gian để học đàn rồi Ánh mắt sở du rơi xuống tay chàng Chàng có thể giống như những công tử quý tộc Ở Hoa Kinh kia Học đàn, học vẽ, học điều hương Tiếng đàn của vệ ẩn cuồn cuộn Sở du ngẩng đầu Có phải là cảm thấy tốt không Vệ ẩn không nói gì Sở Du có chút nghi hoặc Sao vậy Vệ Uẩn nín nửa ngày Rốt cuộc nói cái kia a à du đến lúc đó ta phải dạy hài tử thật tốt thần vất vả mới tránh thoát được sự hành hạ ấy sở dù thích nhất là hành hạ hài tử mà sở dù nghe Vỹ uẩn nói như vậy suy nghĩ một chút gật đầu nói cũng được đến lúc đó muốn dạy dỗ hài tử nữa trong lòng Vỹ uẩn trung xuống sau đó chàng đột nhiên phản ứng kịp đây là sở dù ít khi đề cập đến chuyện tương lai cùng với chàng chàng không nhịn được cong khóe miệng áp chế ý nghĩ muốn cười lại phát hiện hoàn toàn không có cách nào làm được. Sở dư giơ tay lên chọt chọt vào đầu chàng. Cười khúc khích cái gì vậy? Vệ ẩn giơ tay lên che chắn, cúi đầu cười khẽ. Chính là nghĩ đến sau này ở bên cạnh nàng, nghĩ đến đã thấy vui vẻ. Có sở dư chấn an một phen, tuy rằng sở dư không nói thẳng, nhưng vệ ẩn cũng đã hết giận, không còn tức giận chuyện Yến Vân Lãng nữa. Nhưng mà Yến Vân Lãng cũng là một người cố chấp, mỗi ngày mỗi tối hắn đều đến. Hôm nay thổi giáo bị xua đuổi, Ngày mai hắn cách xa xa thả đẹp khổng minh Trên đó viết chữ du trong sở du Vệ uẩn tức giận đứng gần nó bắn mũi tên Làm nên khổng minh bị bắn rớt Yến Vân Lãng làm chuyện âm mỹ như vậy Tất nhiên Liễu Thất Dương có biết Biết hành động của Yến Vân Lãng Tất nhiên cũng biết vệ uẩn đùa làm chuyện ngăn cản Yến Vân Lãng Trong lòng bà không khỏi có chút kỳ quái nói Người nói tiểu thất là mấy chuyện này hả A à du là tẩu tử của hắn Hắn là tiểu thúc Thế nào lại quản chuyện hôn sự của tẩu tử nếu Yến Công Tử là một người hư hỏng ác ý thì thôi đi. Đây là người ta rõ ràng công khai chuyện chuyển thứ hẹn ước thì bị tiểu thất ngăn lại. Thả đèn khổng minh cũng bị tiểu thất bắn rồi. Mấy ngày gần đây, mỗi ngày nó đều hồi phủ rất sớm. Giống như đang nhìn chăm chăm Yến Công Tử vậy. Liễu Thiết Dương càng nói càng cảm thấy không đúng. Nói nói, bà đột nhiên cất giọng. Người nói xem, có phải tiểu thất và A-du à đi lại quá gần hay không? Lời vừa mới nói ra, sắc mặt của Quế Mà Ma và Liễu Thiết Dương liền thay đổi. Liễu Thiết Dương hò nhẹ một tiếng quay đầu nói Ta cũng thật là hồ đồ Dù sao tiểu thất cũng là do một tay A à Du nuôi lớn Tuy A à Du chỉ hơn tiểu thất có một tuổi Thế nhưng trưởng tẩu như mẫu thân Mấy năm nay vệ phủ toàn dựa vào nàng chống đỡ Nói đến đây Lễ Thiết Dương có chút không nói lên lời Có một số việc không nói ra sẽ không nghĩ Mà nói tiếp thì sẽ luôn cảm thấy có gì đó sai sai Bà suy nghĩ một chút Cuối cùng phân phó quý mà ma nói Người cho người, đi đến bên phía lại phu nhân và vương gia Lén lén nhìn chằm chằm và cho ta trong lòng quế mà ma có chút lúng cuống nhưng dù sao cũng ở bên cạnh liễu thiết dương đã lâu thấp giọng nói vâng nói xong liễu Thuyết dương đứng trong đình viện cầu mày chắp tay nói bồ tát phù hộ chương 135 yến vân lãng nghĩ đời này có lẽ hắn sẽ không thú một cô nương nào nếu như có thú vậy sẽ phải thú một nữ tử có một không hai sở dù người này Thật ra hắn cũng không có tình nghĩa sâu đậm thắm thiết Chỉ là chuyện tình trường của hắn ở kiếp này quá mức thuận lợi Lần đầu tiên bị người cự tuyệt Nên ngược lại cảm thấy có chút thú vị Vì vậy hắn rất kiên trì Rất nghiêm túc theo đuổi sở du Hắn biết vệ ẩn không đồng ý cờ hôn sự này Thế nhưng không sao Chỉ cần sở du đồng ý Cho dù không cưới được sở du Hắn cũng cảm thấy không đáng tiếc Có lẽ họ Yến đều là lãng tử Hướng chi tên của hắn Vốn là mang theo một chữ lãng Viễu ẩn ngăn cản càng ngày càng gay gắt thì thủ đoạn của hắn càng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Ngày hôm nay dùng bố câu đưa tin, ngày mai thả đèn khổng minh gửi gắm tình cảm. Ngày hôm sau nữa còn mua được tiểu hài tử đến hát bài đồng giao, yêu cầu do hắn tự biên soạn ở trước cổng về ra. Những hài tử kia không hiểu rõ bản thân đang hát cái gì, vệ ẩn nghe cũng thấy phiền. Có một đêm nọ, vệ ẩn và sở du đang ngủ say. Vệ ẩn chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ngâm thơ. Chàng nhịn không được đứng dậy cầm kiếm muốn xông ra ngoài. Nghĩ đêm này nhất định Trang phải chém chết tên đăng đồ tử kia mới được Cũng may sở dù vẫn luôn duy trì được vài phần lý trí Để cho người ta thấy vệ ẩn hơn nửa đêm từ trong phòng nàng đi ra Vậy cũng quá mức hoang đường Nên vội vàng ra lệnh cho ám vệ đem người đuổi đi Cứ như vậy ngày này qua ngày khác Yến Vân Lãng rất vui vẻ theo đuổi sở du Còn sở du nhìn Yến Vân Lãng đang làm ầm ĩ, Chỉ là khổ cho vệ ẩn Ban ngày làm việc vất vả Ban đêm còn phải đề phòng ra cướp Mắt thấy lập tức phải xuất trình Vệ Uẩn thật sự không yên lòng. Chàng rơi vào trầm tư suy nghĩ, cuối cùng sai thẩm vô sóng đi chuẩn bị mười mấy tuyệt sắc ca cơ, sau đó mời Yến Vân Lãng đi thính vũ lâu. Thính vũ lâu là trà lâu phong nhã nhất ở Bạch Lĩnh. Vệ Uẩn bao nguyên nhã gian tầng trên cùng, viết thư mời Yến Vân Lãng đến. Yến Vân Lãng nhận được thư mời của Vệ Uẩn, cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Mà chuyện Vệ Uẩn bao nhã gian ở thính vũ lâu rất nhanh đã truyền đến tai Liễu Tuyết Dương. Bà nhíu mày suy nghĩ, Cuối cùng nói với Quế Ma, mà mà. Người đi thính vũ lâu Thay ta bao thêm một nhã gian ở tầng truyền cùng kia nữa Đừng dùng tên của ta Quế Ma mà mà có chút kỳ quái nhìn Liễu Tuyết Dương Cuối cùng vẫn đi làm theo lệnh Ngày hôm sau Liễu Tuyết Dương đến thính vũ lâu từ sớm Chờ đến thời gian với ẩn ước định với Yên Vân Lãng Liễu Tuyết Dương nghe bên ngoài có giọng nữ Liễu Tuyết Dương đã sớm sai người đục một cái lỗ trên bức tường Âm thanh truyền đến rất rõ ràng Liễu Tuyết Dương nghe thấy tiếng cửa phòng cách vách mở ra lục tục có người đi vào sau đó lại có tiếng châm trà lại một lúc sau trở đến tiếng bước chân của nam tử là yến vân lãng đến yến vân lãng chỉ dẫn theo hai tùy tùng để cho bọn họ đứng ở bên ngoài hắn đẩy cửa ra thấy vệ uẩn ngồi ở trên ghế cúi đầu uống trà hắn cười đi tới hành lễ nói vương ra vệ uẩn ừ một tiếng chỉ vị trí nói yến thái thú mời ngồi yến vân lãng cười thẳng người dậy lượt han trong phòng cháy đỏ rực không có một chút lạnh lẽo của mùa đông tràn vào, ngược lại còn cảm thấy có chút khô nóng. Yến Vân Lãng phê phẩy cây quạt, nghe với Uẩn nói. Ít ngày nữa bản vương sẽ xuất trình một chuyến, Yến hãy Thú chắc hẳn đã biết. Hạ quan dĩ nhiên đã nhận được tin tức. Yến Vân Lãng hiếp mắt cười nói. Vương gia yên tâm, chuyện thuyền chuyển lương thảo ở Bạch Châu, ta sẽ nhìn. Nói còn chưa xong, vệ Uẩn đã khoát tay áo. Chuyện ta muốn nói với ngươi không phải là những chuyện này. Yến Vân Lãng ngẩn người, Vệ Uẩn bình thản nói Chuyện công sự ta đã nói qua ở phủ nha Không cần phải nói nữa Ta mời Yến Thái Thú đến đây Là có một số chuyện muốn hình giáo Không biết chuyện vương gia muốn nói là chuyện gì Còn người Yến Vân Lãng khẽ động Cây quạt nhỏ đánh nhẹ vào lòng bàn tay Vệ Uẩn nướng mắt lên nhìn hắn Trong mắt mang theo ý tứ Bản vương xưa nay biết Yến Thái Thú nổi tiếng phong lưu Cũng biết Yến Thái Thú yêu thích mỹ nhân Chỉ là trên đời này mỹ sắc tuy nhiều Nhưng không phải ai cũng có thể mặc cho người trả đạp Nghe vậy Yến Vân Lãng nhíu mày Viễu ẩn vỗ vỗ tay Manh treo bên cạnh được người mở ra Hơn 10 vị mỹ nhân hạng nhất xuất hiện trước mặt hai người Trong mắt Yến Vân Lãng mang theo vẻ tán thưởng Nhìn thấy nữ tử đạp gió bước đến Sau đó tiếng nhạc diễn tấu đàn sáo chợt vang lên Trong phòng liền có ca múa nhạc êm dịu uyển chuyển Nữ tử thay phiên nhau xuất hiện trước mặt Yến Vân Lãng Giống như để cho hắn tuyển chọn Những cô nương này đều là cực kỳ xinh đẹp Nét đẹp có vẻ đặc sắc riêng Lúc giơ tay nhấc chân đều cho thấy giáo dưỡng rất tốt Rõ ràng là được cố ý bồi dưỡng qua Ở bên ngoài Ca cơ như vậy Mỗi một vị đều có giá trị nghìn vàng Hôm nay hơn 10 vị đồng thời xuất hiện ở trước mặt người Nếu là người thường Sợ là đã sớm nhìn lắc cả mắt Nhưng mà Yến Vân Lãng dù sao cũng là người phong lưu Đối mặt với tình huống như vậy Cũng chỉ là mỉm cười Quay đầu nói Vương ra đây là có ý gì Những ca cơ này đều là những ca cơ đứng đầu Mà ta cho người tìm kiếm khắp nơi Hôm nay đưa các nàng cho đại công tử Chỉ là thỉnh Yến thái thú ngày sau Chàng ngẩng đầu lên nhìn Yến vân lãng Ánh mắt mang theo cảnh cáo Cách xa tổ tử của ta ra một chút Yến vân lãng hơi sững sờ Sau đó cười rộ lên Làm sao lại rộng rãi như vậy Dù sao hắn cũng là nam nhân Theo đuổi một người nhưng bị người khác liên tiếp cản trở Hết lần này đến lần khác Hắn cuối cùng vẫn không nhịn được tức giận Giọng nói dẫn theo ý lạnh Yến mỗi không hiểu tại sao vương gia lại có suy nghĩ như vậy Yến Mỗ theo đuổi đại phu nhân, đó là chuyện của Yến Mỗ và đại phu nhân. Vương gia ngài cùng lắm chỉ là tiểu thúc của đại phu nhân, hiện tại quản chuyện này để làm gì? Vệ Uẩn không nói gì. Trên đời này, chàng ghét nhất chính là những lời nói này. Chàng chỉ là tiểu thúc của Sở Du, dựa vào cái gì mà quản nhiều chuyện của nàng như vậy? Thế nhưng, dựa vào cái gì mà không thể? Chàng và nàng đã sớm có phu thê chi lực, nếu như không phải là thời cơ không thích hợp. Đôi mắt Vệ Uẩn sâu thẳm, Yến Vân Lãng ngồi bên cạnh cũng nhìn ra, Hắn nhíu mày nói Vương gia ngài quản nhiều như vậy Rốt cuộc là tại sao Vương ta cản trở chuyện của hạ quan và đại phu nhân như vậy Ngài cũng nên cho ta một lý do Lý do Vệ ẩn nóng mắt lên nhìn về phía Yến Vân Lãng Cũng nở nụ cười Ta cho người biết lý do Người sẽ dừng tay lại Yến Vân Lãng trầm mặc trong chốc lát Cây quạt gõ vào lòng bàn tay Hắn tự hồ ý thức được cái gì đó Lại có chút không thể tin tưởng được Vệ ẩn đứng dậy đi đến trước mặt Yến Vân Lãng Chàng gập một chân lại Một đầu gối chạm đất Hơi khom người xuống bên cạnh Yến Vân Lãng Bình tĩnh nói Nếu người cần lý do Ta sẽ nói cho người biết Ta thích nàng Nghe vậy Yến Vân Lãng mạnh mẽ ngẩng đầu lên Lại chỉ thấy vệ Uẩn rút ra một quầy trùy thủ Đâm mạnh vào trên bàn Chàng lặng lặng nhìn Yến Vân Lãng sắc mặt nghiêm túc Ta xem nàng như thế tử Không cho phép người khác có mơ ước nhúng chào Lý do này đã đủ hay chưa Yến Vân Lãng khiếp sợ nhìn vệ Uẩn không có cách nào để mở miệng nói mà bên trong một căn phòng khác liễu tuyết dương gắt gao che miệng lại ngay cả hô hấp bà cũng cảm thấy dư thừa trong đầu bà chỉ có một suy nghĩ hoàng đường nghịch tử này quá hoàng đường chương 136 liễu tuyết dương che miệng không để cho bản thân phát ra một chút âm thanh nào vệ ẩn phát hiện sát vắt hình như có người nhưng mà chàng cũng không để ý người có thể đến thính vũ lâu vốn là quan to quý tộc cái gì nên nói, cái gì không nên nói Những người đó so với chàng còn rõ ràng hơn Vệ ẩn nhìn chằm chằm Yến Vân Lãng Mà Yến Vân Lãng vẫn còn đang ở trong khiếp sợ Phải một lúc lâu sau mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần Thực ra lời nói của Vệ ẩn đã sớm có manh mối Yến Vân Lãng vốn đã đoán được chút ít Chỉ là không nghĩ tới Vệ ẩn lại thẳng thắn thừa nhận như vậy Hắn ta không khỏi cười nói Vương già cũng thực sự dám nói Ta có cái gì mà không dám Vệ ẩn cười khẽ Yến Vân Lãng cầm cái chén bên cạnh lên nhấp ngụm nói Vương gia không sợ ta sẽ nói ra sao Yến Thái Thú là người thông minh Chắc chắn sẽ không làm ra loại sự tình như vậy Viễu ẩn ngồi xuống giọng nói bình thản Yến Vân Lãng nhớ mày Nếu ta nói ra thì sao Nếu người nói cho người khóc biết Viễu ẩn cười khẽ Ta đây sớm thú nàng là tốt rồi Chuyện ta thích nàng Sớm muộn gì mọi người cũng biết Người sợ là ước gì khắp thiên hạ đều biết nhỉ yến vân lãng cười thành tiếng ngược lại vệ uẩn cũng không phủ nhận đương nhiên trong suy nghĩ của vệ uẩn là ước gì mọi người khắp thiên hạ đều biết thế nhưng một là lúc này không thích hợp hai là sở dù chưa chắc sẽ nguyện ý nói ra vì vậy chàng đành phải tạm thời nhẫn lại nhưng mà đối mặt với yến vân lãng khiêu khích như vậy tất nhiên chàng sẽ không khoan dung tâm trạng yến vân lãng xuống thấp hắn ta thở dài nói sau này ngài sẽ lấy làng ấy sao tất nhiên đến lúc đó những lời đồn đại bịa đặt ta thích nà ta mạnh mẽ theo đuổi nàng có quan hệ gì đến nàng vĩu ẩn nhìn yến vân lãng tẩu tử của ta là người đoan chính tất cả đều là tâm tư của ta mọi người phải thương cảm cho nàng vì bị ta ức hiếp lại còn có thể nói gì nữa yến vân lãng nghe vậy thì cười khổ vương ra tất cả nước bẩn trên thiên hạ này đều hắt lên người nữ nhân vĩu ẩn trầm mặc nhất thời chàng cũng không biết nên nói cái gì những điều yến vân lãng nói làm sao chàng không biết được thế nhưng chẳng lẽ chàng vì lời nói của người trong thiên hạ mà lén lút với sở dù như vậy cả đời sao một lúc sau chàng rút cuộc nói trên đời này người ta nói như thế nào ta không quản được ai muốn làm trò trước mặt nàng khiến cho nàng khó xử ta sẽ làm thịt người đó những lời nói này của ngài nàng cả đời đều không nghe thấy yến vẫn lãng cười mà không nói gì vễ ẩn đưa tay lên thu đao lại bình tĩnh nói nói đến nước này ta nghĩ như thế nào Người đại khái cũng đã rõ Yến Vân Lãng nếu ngươi thực sự muốn mang nàng đi Vệ Uẩn mắt lạnh nhìn sang Mối thủ đoạt vợ Người xác định chưa Yến Vân Lãng nhìn thấy sắc mặt của Vệ Uẩn Trong lòng chỉ do dự chốc lát Cuối cùng vẫn phải đưa hai tay lên chắp tay nói Vương gia nói quá lời Yến Vân Lãng chẳng qua cũng chỉ là vui đùa mà thôi Sau này sẽ không quấy rầy đại phu nhân nữa Vệ Uẩn nghe vậy lại cười nói Yến thái thú đã rõ Vệ mỗi ở đây liền cảm tạ sau khi vệ ẩn và Yến Văn Lãng hàn huyên một phen, Vệ ẩn đi về phía trước Để lại Yến Văn Lãng ngồi một mình trong phòng Xem ca cơm múa hát Yến Vân Lãng uống một hớp rượu thở dài Tiếc nuối đúng là tiếc nuối Thế nhưng đối với sở du Cũng chỉ là tiếc nuối mà thôi Nếu như để có được sở du mà chống lại vệ ẩn Hắn ngược lại cũng không vui vẻ gì Mà sau khi vệ ẩn đi xuống lầu Thì quay đầu nhìn thoáng qua Một nhã gian khác của thính vũ lâu Chàng hạ giọng phân phó vệ thu Đi thăm dò cha xem sát vách là ai Vệ thù vâng một tiếng đi lên lầu Mà liễu thất dường ngồi ở trong phòng Hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần Thẳng đến khi vệ anh bên cạnh lên tiếng nói Lão phu nhân Vương gia có thể đã phát hiện Vệ thù dẫn người lên đến cửa rồi Vệ anh là một trong những ám vệ kiến xuất nhất Của vệ gia đời trước Lại nói mấy người vệ thu vệ hạ Còn phải hỏi hắn ta một tiếng sư phụ Sau khi Trấn quốc hầu đời trước Vệ trung mất vệ anh dựa theo lời trấn quốc hầu lúc còn sống phân phó ở lại vệ gia chỉ nghe theo mệnh lệnh của liễu thuyết dương liễu thuyết dương nghe vệ anh nói có chút hoảng loạn sau đó vội nói mang chuyện này che giấu đi không được để cho tiểu thất biết ta đã tới vệ anh vâng một tiếng bình hẳn nói thỉnh phu nhân đi vào nội thất liễu thuyết dương đứng dậy mang theo quý mà ma đi vào nội thất vệ anh và hai người ám vệ đã chuẩn bị từ trước bước ra rót rượu sau khi vệ thu gõ cửa Ám vệ ngụy trang thành gã xe vặt tiến lên mở cửa. Vệ thú ngẩng đầu nhìn vào, thấy hai người phú thương đang ngồi ở bên trong, có chút vô cùng kinh ngạc nhìn lại. Vệ thú nhanh chóng nhìn lướt qua, nói câu: "Xin lỗi, nhầm phòng." Nói xong, vệ thú đi xuống lầu, đi tìm ông chủ của Thính Vũ lâu, điều tra ra người, xác định là một vị phú thương họ Lục ở thành Đông. Vệ thú xem xét thông tin kỹ lưỡng, sau khi xác nhận không có sai lầm thì trở lại báo cho vệ ẩn. Vệ ẩn gật đầu, cũng không để ý đến nữa. Nếu chỉ là phú thương phổ thông đến uống trà Không nói đến thính vũ lâu cách âm không nghe được Cho dù nghe được cũng không sao Chờ vệ uẩn rời đi Sau khi vệ anh cho người đi thăm dò xem qua Lúc này mới dẫn liễu tiết dương trở về phủ Liễu tiết dương ngồi trong xe ngựa tựa như khúc gỗ Bà đang cố gắng tiêu hóa những lời mà lúc nãy vệ uẩn nói ra Chờ đến lúc về phủ Quế ma ma trải đầu cho bà Bà mới chậm chạp phản ứng lại khó nhọc nói Tiểu thất Thích A-du à tay quế mà ma du lên, sau đó chấn định lại. quế mà ma đến từ trong thôn, loại chuyện này ở chỗ bọn họ gặp không ít. gia đình nghèo khó, huynh đệ thú một vợ đều có. càng chưa kể đến là sau khi hình trưởng chết, vì để tiết kiệm tiền sính lễ mà ở chung với tổ tử. quế mà ma so với liễu Thiết dương thì bình tĩnh hơn rất nhiều. bà chỉ là đoán không ra tâm tư của liễu Thiết dương, chỉ có thể nói nghe ý tứ của vương gia, ước định là như vậy. vậy bọn họ, bọn họ liễu thiết dương có chút nóng này câu nói kế tiếp mãi vẫn không nói ra được rốt cuộc chỉ là thích thôi hay là đã xảy ra thêm những chuyện khác nữa liễu thiết dương không dám xác định nhưng sau một lúc lâu bà mới chấn tĩnh lại vệ uẩn nói chàng thích sở du chuyện này còn có thể chưa bắt đầu chỉ cần chưa bắt đầu thì có thể thay đổi chuyện thích này không thể ngăn cản được vệ uẩn thích sở du chỉ cần sở du không đáp lại tình cảm của người thiếu niên trôn ở trong lòng ai cũng không biết được như vậy là đủ rồi liễu thiết dương suy nghĩ cẩn thận điểm này ngẩng mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ chậm rãi nói ngày mai tiểu thất sẽ xuất trình nhỉ vâng quế mà ma không suy đoán ra suy nghĩ ngày hôm nay của liễu thiết dương do dự nói lão phu nhân có muốn đi gặp vương gia hay không liễu thiết dương gật đầu đi tìm vệ ẩn lúc này vệ ẩn đang ở trong thư phòng thương lượng công việc cụ thể để xuất trình vào ngày mai với mọi người sở dù ở bên cạnh tính toán ngày tháng niên đại ngày hôm nay đã trải qua quá lâu rồi nàng đã không còn nhớ rõ thời gian cụ thể xảy ra cơn địa chấn chỉ là tầm khoảng một tháng nữa trong lòng sở dù không khỏi lo lắng nhưng chiến sự là không thể thúc giục tuy trong lòng nàng lo lắng nhưng cũng không dám quá mức thúc giục vệ ẩn yên nặng ngồi ở một bên nghe vệ ẩn vật tần thời nguyệt thương lợi chiến sự thỉnh thoảng sẽ thêm một câu vào lúc đoàn người đang nói chuyện thì bên ngoài báo liễu tuyết dương đến sở dù và vệ ẩn liếc nhìn nhau có chút không hiểu hôm nay liễu tuyết dương đến để làm gì nhưng vẫn cung kính mời Liễu Tuyết Dương vào. Sau khi Liễu Tuyết Dương đi vào, ánh mắt lướt qua trên người Sở Du. Trước đấy biết Sở Du và Vệ ẩn thường cùng nhau nghị sự, bà cũng không nghĩ nhiều. Hôm nay nhìn thấy, trong lòng lại không nhịn được suy nghĩ nhiều ấy. Liễu Tuyết Dương cũng không giấu chuyện này trong lòng, sau mặt biến hóa, Sở Du và Vệ ẩn lập tức nhận ra. Vệ ẩn dìu Liễu Tuyết Dương vào phòng cười nói: "Sao mẫu thân lại đến?" Ngày mai con xuất trình, ta đến nhìn con một chút. Liễu Tuyết Dương nhìn vệ ẩn quan sát trên dưới một lượt nói Trên chiến trường chớ cấp tiến Thắng thua tự có ý trời Không nên quá mức cưỡng cầu Con biết Vệ ẩn ngồi sủm xuống đối diện với Liễu Tuyết Dương Sở du tiến lên châm trà Những người khác liếc nhìn nhau đều biết ý lui ra ngoài Liễu Tuyết Dương nhìn thoáng qua sở du Có chút cứng ngắc nói Lần này A Du cũng muốn đi sao Sở du ngẩn người Trong lòng không khỏi hiện lên một tia lo lắng Từ trước đến nay Liễu Thuyết Dương đều không quản mấy chuyện này. Tại sao hôm nay lại hỏi vậy? Nhưng mà nét mặt của nàng không đổi. Cười cười nói. Con là quân tiên phong cánh trái của vương gia. Như vậy à? Liễu Thuyết Dương ừ một tiếng. Bà tựa như có chút do dự. Vễ ẩn nhìn ra bà có chuyện liền nói. Mẫu thật có ý kiến gì sao? Ta? Ta chỉ là nghĩ. Vừa đến Bạch Lĩnh. Hôm nay A à Du lại không ở đây. Trong phủ loạn thất bắt tao. Trong lòng ta lo lắng. Đây là muốn sở du ở lại Sở du nghe ra Vệ ẩn cũng hiểu rõ Chẳng có chút nghi ngờ nói Không phải đã có nhị tổ xử lý các công việc vặt trong nhà sao Nhị tổ của con cũng là xử lý một ít việc vặt vãnh Chuyện đại sự vẫn cần phải á du đến xử lý Liễu Thiết Dương nói lấp ba lấp bắp Ba có chút chuột dạ nói Gần đây ta cũng không phải là rất thoải mái A Thuần còn phải vụng dưỡng ta Sợ là không có nhiều thời gian như vậy Nói đến đây Vệ Uẩn trầm mặc giống như có chút không hài lòng. Sở Dung mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Uẩn nói: "Nếu thân thể của mẫu thân không khỏe, ta sẽ ở lại phụng dưỡng. Vương gia xem xem, hay là điều tiền dũng đến?" Nếu Lễ thuyết Dương không phải cố tình muốn lưu lang lại, thì bà nên biết bà đang làm lỡ sự an bài của Vệ Uẩn sẽ buông tha. Nhưng mà Lễ thuyết Dương không tính buông tha, trong lòng Sở Dung cũng nặng nề thêm vài phần. Vệ Uẩn không nói, chàng dường như đang chăm chú suy tư. Sở dù biết chàng không muốn để nàng lại Nhất là dưới tình huống Liễu Tuyết Dương khác thường như vậy Nhưng mà nếu như vệ ẩn làm trái lời của Liễu Tuyết Dương Sợ là lại có một phen tranh chấp Sở dù suy nghĩ một chút cười nói Vương gia ta cũng hiểu được chiến trường cực khổ Vốn cũng không muốn đi Hôm nay có mẫu thân nói như vậy Ngược lại cũng tốt Đầu tử Vệ ẩn nhíu mày Lúc định mở miệng nói không đồng ý Sở dù đưa tay lên nói Vậy cứ như vậy đi, ta ở lại phụng dưỡng mẫu thân, đưa tiền dũng đổi vị trí của ta, ta sẽ kiểm kê lương thảo cẩn thận. Sau khi người ra tiền tuyến, ta nói tiền dũng vẫn chuyển qua. Vệ ẩn mím môi, sở du đã nói như vậy, nếu chẳng còn muốn cưỡng cầu thì sẽ có chút kỳ quái. Liễu Thuyết Dương len lén lén liếc mắt nhìn sắc mặt của sở du, thấy sở du cũng không tức giận. Trong lòng bà thoáng buông lỏng một chút. Ta cũng không còn chuyện gì nữa, đi trước vậy. Sau một lúc trầm mặc, Liễu Thuyết Dương cũng cảm thấy lúng túng. Bà đứng dậy, như có như không nhìn sở du trong lòng sở du hiểu rõ ý tứ của liễu tuyết dương chủ động đứng dậy dìu liễu tuyết dương ôn hoàn nói mẫu thân con đưa người về liễu tuyết dương vỗ vỗ tay sở du tựa như cảm kích sở du dìu liễu tuyết dương đi ra ngoài hôm nay trời đông giá rét nước mưa đều đã kết thành băng lúc rơi xuống đập lên cây dù vang lên tiếng bùm bùm liễu tuyết dương và sở du đi trên hành lang sở du buông xuống suy nghĩ của mình đi rất lâu mới nghe liễu tuyết dương nói A à Du, con ở trong lòng ta vẫn là một đứa trẻ rất tốt. Ta vẫn rất tiếc hận một con nương tốt như thế này gả vào nhưng mà A Quân lại không có phúc khí. Qua nhiều năm như vậy ta vẫn luôn xem con là nữ nhi của ta. Liễu Tuyết Dương nắm tay nàng giọng nói như mang theo tiếng khóc nước nở. Sở dù nhìn bà đôi mắt của Liễu Tuyết Dương phiếm đỏ thâm giọng khóc nước nở nói Mấy năm nay con giúp đỡ tiểu thất giúp đỡ vệ già nếu tiểu thất có một tỷ tỷ ruột chắc là cũng sẽ giống như con vậy tỷ tỷ ruột lồng mì của sở du hơi rung động hiểu rõ ý tứ trong lời nói của liễu tiết dương nàng không nói gì liễu tiết dương thừa dịp nàng không nói trực tiếp nói ta vẫn muốn tìm cho con một người tốt muốn tìm cho con một người mà con thích lại để cho việc hôn nhân của con bị gián đoạn ta già rồi cả đời này ta không có gì cả cũng chỉ có lại một nhí tử là tiểu thất ta không có nguyện vọng gì chỉ là mong thấy con và tiểu thất đều có thể tự tìm thấy hạnh phúc của đời mình Có thể nhìn thấy con xuất giá Nó thú thê, cả đời ổn định Không tai họa A à du, lão nhân gia ta đã đi qua rất nhiều con đường Gặp rất nhiều chuyện Có một vài con đường không thể đi Có đi thì cũng là vách đá vạn trượng Con có biết không Sở dù hơi mở miệng Trong chớp mắt nàng gần như muốn mở miệng Hỏi vách đá vạn trượng là cái gì Là lời nói của những người đó Hay là sự xa cách của mọi người Thế nhưng nàng không thể hỏi Nàng chỉ có thể giả vờ cái gì cũng không biết Mỉm cười Đưa Liễu Tuyết Dương vào phòng ôn hòa nói Sao hôm nay mẫu thần suy nghĩ nhiều chuyện như vậy Đừng lo lắng Sở dù vỗ vỗ tay bà Cười khuyên giải an ủi Thân thể người hư nhược Chính là vì suy nghĩ quá nhiều Hãy nghỉ ngơi thật tốt Nói xong sở du xin Liễu Tuyết Dương cáo lui Vừa mới xoay người đi Thì đi đến sân viện của Ngụy Thanh Bình Ngụy Thanh Bình đang đọc sách trong viện của nàng ấy có nuôi một con chim vẹt Sở dù vừa đi đến nó bắt đầu kêu Mỹ nhân đến rồi, Mỹ nhân đến rồi Sở dù nghe vậy thì cười Nàng bước nhanh vào phòng Trực tiếp ngồi trên mặt đất Cầm ấm trà bên cạnh tự rót cho mình một chén trà Nghị Thành Bình nhíu mày ngẩng đầu lên Lãnh đạo nói Người muốn làm gì vậy hả Hôm nay đã ở cùng nhau lâu như vậy Nàng ấy hiểu rõ tính tình của sở du Bộ dạng của sở du như vậy Rõ ràng là muốn làm chuyện gì đó Sở du cầm một nắm hạt dưa Ta ta tự bên cạnh bàn Vừa cắn hạt dưa vừa nói Thanh Bình Ta với ngươi có đúng là tỉ muội hay không Nghị Thanh Bình ngẩn người Sau đó còn rất thành thực gật đầu Sở Dù thở dài Nàng ngẩng đầu lên có chút yêu sầu nói Ta phạm lỗi Đến lúc đó lên đường tháo chạy Người nhất định phải giúp đỡ ta Người phạm lỗi gì Nghị Thanh Bình có chút kỳ quái hỏi Vẻ mặt sở Dù nghiêm túc giống như bản thân đã phạm phải sai lầm lớn ngập trời. Nghị Thanh Bình không khỏi hơi sợ hãi, câu mày nói. Chuyện thương thiên hại lý, ta không thể tha cho ngươi. Ta, ngủ với một người đàn ông. Sở dù mở miệng, Nghị Thanh Bình có chút mông lung. Nàng ấy biết quan hệ của sở dù và vệ ẩn, cũng biết rõ tính tình của vệ ẩn. Ở dưới mí mắt của chàng mà ngủ với một nam nhân khác. Trong lòng Nghị Thanh Bình lục bộp, nghĩ không tốt rồi. Nhưng mà nàng ấy tự nói với chính bản thân mình ngay tại thời khắc mấu chốt nàng ấy không thể cho bằng hữu lùi bước được vì vậy nàng nói ta giúp người và vẽ ẩn. chàng là tiểu thuốc của ta ngụy thanh bình ba chấm đó không phải là vẽ ẩn sao nàng ấy thở phào nhẹ nhõm nghĩ sở du tới tìm mình để đùa giỡn nhân tiện nói đây thì tính là đại sự gì sở du thở dài ngẩng đầu lên ái oán nhìn ngụy thanh bình bị mẫu thân của chàng biết ngụy thanh bình ba chấm một lát sau Ngụy Thanh Bình đứng dậy Bình tĩnh nói Ta hiện tại đi thu thập hành lý Ngươi cũng nhanh lên một chút Chúng ta ngày đêm nay lập tức ra khỏi thành Chuyện khác mặc kệ Chạy trước đã rồi tính Sở dù vỗ tay một cái Vùi sạch hạt dưa Trước tiên đừng chạy nhanh như vậy Nàng khoa trương nói Ta mới chỉ là suy đoán Chờ mẫu thân của ta đánh tới cửa Chạy cũng không muộn Ngụy Thanh Bình ba chấm các bạn đang nghe tại kênh truyện Ngôn Tình PP, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé! Trường 137 Nhìn vẻ mặt một lời khó nói hết của Ngụy Thanh Bình Sở Du không nhịn được cười há hả Ngụy Thanh Bình có chút bất đắc sĩ Mím môi Hồi lâu mới nói Làm sao người biết mẫu thân của chàng đã biết Mẫu thân của ta cũng không phải là người biết giấu chuyện Sở Du lãnh đạo nói Từ trước đến nay Bà đều mặc kệ chuyện trong nhà Ngày hôm nay lại cố ý đến ngăn ta Không cho ta và tiểu thất cùng đi tiến tuyến Nếu không phải nghe được cái gì Thì từ đâu lại xuất hiện cái suy nghĩ như vậy nghe vậy ngụy thành bình cẩn thận nói có phải có hiểu lầm gì đó hay không vì vậy tao mới không xuất ruột bỏ chạy sở du lạnh nhạt nói trước tiên cứ xem như chưa phát sinh chuyện gì xem sao đã nếu đây không phải là sự hiểu lầm thì sao ngụy thành bình nhíu mày người thực sự không muốn đi với ta ngụy thành bình ở lại đây thứ nhất là vì tần hơi nguyệt thứ hai là vì sở du nói có một việc muốn nhờ nàng ấy giúp đỡ đến thời gian nhất định sẽ để cho nàng ấy hỗ trợ Ngụy Thành Bình biết sớm muộn gì mình cũng sẽ rời đi, nhưng còn Sở Du thì sao? Sở Du là đại phu nhân vệ phủ, nếu rời khỏi vệ gia, đối với vệ gia mà nói là một chấn động lớn. Nhưng mà chuyện quan trọng như vậy, Sở Du lại như vui đùa. Ta không đi thì ở đây làm cái gì? Bị khinh bỉ sao? Ngày cố sở sinh đi, ta đã suy nghĩ rõ ràng. Sau mặt Sở Du bình thản, ta ở cùng vệ ẩn chính là không cần phải để ý đầu đuôi. Hai người ở cùng một chỗ như vậy rất tốt. Ở bên chàng ta cảm thấy thật hạnh phúc Chúng ta sẽ cùng nhau đi về phía trước Nếu Lưỡi thiết Dương tức giận với ta Ta sẽ rời khỏi Nghị Thanh Bình ngẩn người Ánh mắt lộ ra vài phần không đành lòng Thế nhưng vệ vương gia Cũng không có làm gì sai Vì vậy ta chỉ là muốn rời khỏi vệ gia Cũng không phải là rời khỏi chàng Sở dư cười khẽ Mỗi một phần tình cảm Đều luôn cần sự nỗ lực và kiên trì Ta cũng không phải chỉ vì muốn cùng chàng Hưởng thụ một cuộc sống vui sướng mẫu thần chàng không đồng ý ta cũng không nguyện ý bị mẫu thần của chàng khinh bỉ vì vậy ta sẽ rời khỏi vệ phủ một năm hai năm luôn luôn đợi được đến ngày mẫu thần chàng đồng ý nếu giữa chừng hắn thú thê thì sao sở dù nghe thấy lời này ngẩn người một lát sau nàng cười nhẹ vậy đó chính là hết duyên phận ta lại tìm người khác ta thích là được rồi không có ai quy định phải thích một người nào đó suốt đời giọng nói sở dù rất bình thản Thời gian hai người ở bên nhau tốt đẹp như vậy là đủ rồi." Nghe vậy, Nghị Thanh Bình không nói gì, nàng ấy cúi đầu ừ một tiếng, Sở dù nhớ ra chuyện gì đó nói: "Dược thảo bên phía ta đều chuẩn bị xong, ngươi đi xem một chút, xem có cần phải thêm cái gì nữa không. Nếu như đến lúc đó địa chấn Hồng Thủy, nhất định sẽ có thêm ôn dịch, ngoại trừ dược liệu, chúng ta còn phải chuẩn bị gì nữa hay không?" Nghị Thanh Bình nghe thấy chính sự kia, lập tức trở nên tập trung trò chuyện với Sở Du hai người thương thảo đến đêm bên ngoài truyền đến thông báo vệ uẩn đến sở dù ngẩng đầu lên nhìn thấy vệ ẩn đang đứng trước cửa thanh niên nguyệt sắc hoa bào đỉnh đầu kim quan khoác áo choàng lông cáo màu trắng ở bên ngoài hai tay đặt trong tay áo mỉm cười đứng ở cửa nhìn nàng sở dù quay đầu lại thấy người đứng ngọn đèn cười hỏi đã trở về ừ thanh âm vệ uẩn ôn hòa giống như sợ làm quấy nhiễu đến người khác dịu dàng nói tới đón nào Sở Du nói hai câu với Ngụy Thanh Bình thì đứng dậy, đi đến bên cạnh Viễu Ẩn. Tự nhiên quàng tay chàng, ngẩng đầu lên nhìn chàng, cười nói. Đi thôi. Viễu Ẩn ừ một tiếng cùng Sở Du đi ra khỏi phòng. Tần Hơi Nguyệt đi theo phía sau Viễu Ẩn. Đột nhiên Viễu Ẩn nhớ tới cái gì, dừng lại bước chân nói. Ngày mai xuất trình, người theo hầu quận chúa. Nghe thấy vậy, Tần Hơi Nguyệt ngẩn người. Vệ ẩn nhìn hắn ta, nhớ tới lời cố sở sinh đã từng nói. Năm đó Tần Hơi Nguyệt chết ở xa trường. Trong lòng chàng thất lặng, thở dài nói Thời Nguyệt, đời người không dài Mỗi một khắc đều phải quý trọng Mỗi một người đều phải chân ái Người hiểu chưa Tần Thời Nguyệt mím môi Không biết là đã hiểu rõ hay chưa Hắn ta chỉ vẫn giống như trước đây chắp tay nói Vâng Nói xong vẽ ẩn ma sở du đi Tần Thời Nguyệt quay đầu lại Nhìn nữ tử lạnh lùng trong trẻo đang đứng ở cửa Hắn ta một câu cũng không nói Cầm theo đào Rất lâu sau cuối cùng nói Ngày mai ta phải đi Nàng có mong muốn gì không Nghị Thành Bình không nói gì Nàng ấy chỉ đột nhiên bổ nhào về phía hắn ta Gắt gào ôm hắn ta lại lời nói của nàng ấy dứt khoát như con người nàng ấy vậy Ta muốn chàng Tần thời nguyệt ngẩn người Hắn ta rũ mắt xuống Rất lâu sau hắn ta rốt cuộc mới giơ tay lên Ôm lấy người trong ngực Vệ ẩn kéo sở du đi trên hành lang Chàng rũ mắt nói Người bên cạnh ta đã được thanh lọc Nàng đừng lo lắng Ý tứ hôm nay của mẫu thân chẳng có nghe rõ không? Sở dù nghe chàng nói như vậy, không khỏi nở nụ cười. sắc mặt vĩa ẩn không đổi, chỉ là nói. Ta không biết bà ấy nghĩ như thế nào. Nếu thật sự bà ấy đã biết, hôm nay bà ấy không nói, cũng sẽ không xé rách ta mặt mà thôi. Ngày mai sau khi ta xuất trình, nàng cứ tránh bà ấy một chút. Nếu bà ấy hỏi cái gì, nàng cứ giả vờ ngây ngốc cho qua, đừng gây xung đột gì với bà ấy. Ta biết. Sở dù cười khẽ. Ta sẽ không đi làm cho bà ấy tức giận Không phải ta sợ nàng làm bà ấy tức giận Vễ ẩn dừng lại bước chân chàng nhìn nàng sắc mặt bình thản Ta chỉ sợ nàng bị ấm ức Sở dù hơi sững giờ Vệ ẩn rũ mắt nắm tay nàng nói Ta hiểu rõ tính tình của nàng Nếu như bà ấy thật sự nói gì đó với nàng Nàng cũng sẽ không tính toán với bà Sóng to do lớn gì ở trên đời này Nàng cũng không sợ Chính là mẫu thân của ta như vậy Nàng lại không có biện pháp gì tốt nhất Ta không ở đây Giọng nói của chàng mà thật sự lo lắng Ta sợ nàng chịu thua thiệt Vốn dĩ ta không có sợ như vậy Sở dù cười nói Nhưng nghe chàng nói Ngược lại ta không còn sợ nữa Nếu bà ấy làm cho ta tức giận Sau này chàng trở về Ta sẽ dùng sức dày vò chàng Được Vệ ẩn cười khẽ Vậy nào phải chờ ta trở lại Sở dù cười ư một tiếng Dắt vệ ẩn đi đến phòng của nàng trường nguyệt đã sớm chuẩn bị nước sở du đi tắm rửa trước sau đó đến vệ uẩn sở du vừa lau tóc vừa ngồi ở bên cạnh múc nước cho chàng vóc người của vệ uẩn vô cùng tốt gây gò lại có lực chàng không phải là loại cương trắng của vũ phu chỉ là mỗi một khối cơ thể đều rất căng chặt nhìn qua có cảm giác cực kỳ có lực rồi lại mang theo một loại vẻ đẹp hài hòa sở du ngồi ở một bên dùng bô kết xoa xoa tóc cho chàng giọng nói bình thản hôm nay ta nhìn thấy mẫu thân của chàng Ta cảm thấy có chút chuột dạ Luôn có cảm giác đang nừa gạt nhi tử của bà ấy Ta nghĩ mẫu thân của chàng chắc chắn là không thích ta Đại khái là bà sẽ cảm thấy Nữ tử phải giống như Thanh Bình mới xứng đôi với chàng Đến lúc đó nếu nói ra sự thật Có khi ta là tội đồ Tại sao nàng lại nói như vậy? Viễu ẩn không nhịn được cười Ta tưởng là chuyện của quận chúa đã rõ ràng rồi Ta chính là muốn nói cho chàng biết một chút Sở dù ngẩng đầu lên Ta vì muốn ngủ với chàng mà phải bỏ ra bao nhiêu là nỗ lực. Vệ Uẩn ba chấm. Nói xong, Sở Du dội nước gội lại tóc sạch sẽ cho Vệ Uẩn. Nước vào mắt của Vệ Uẩn, Sở Du đưa khăn mặt cho chàng. Vệ Uẩn lau mắt, Sở Du lau tay. Vệ Uẩn lau mắt xong, Sở Du liền thổi ở trên mặt của chàng, vỗ nhẹ gương mặt chàng nói: "Nếu không phải vì gương mặt nhỏ như hoa như ngọc này của chàng, ta cần gì phải như vậy hả?" Vệ Uẩn nghe xong lời này, không nhịn được cười càng vui vẻ hơn. Nhưng chàng còn ho nhẹ một tiếng Cầm tay của sở du nói Đừng há mồm ngậm miệng là nói những lời lỗ mãng này Sở du nghe xong thì cười khẽ Nàng đứng lên nói Được 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 ta lỗ mãng Nói đến đây nàng dừng lại bước chân Quay đầu cười ra tiếng nói Nhưng chàng thích Viễu ẩn ngần người Một lát sau chàng lại dở khóc giờ cười Cũng không biết phải trả lời như thế nào Chàng cảm thấy lồng ngực ngứa ngứa Nhìn người trước mặt cười đến mức đắc ý Chàng nhận ra nàng đang thay đổi Chàng cảm giác được người trước mặt này Dường như đang từng chút từng chút đưa móng vuốt Từ trong bóng tối ra bên ngoài gió xét Nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay chàng Chàng nghĩ như vậy Thì có một loại dục vọng rất bức thiết Khẩn cấp muốn ôm nàng Muốn cùng nàng hòa là một thể Muốn để cho xương thịt của nàng giao hòa cùng với chàng Để chứng minh sự yêu thích này của bản thân Cảm nhận sự yêu thích của nàng Trong chuyện này Vệ uẩn có một loại chấp nhất và cường thế Khiến cho người khác kinh ngạc Khát vọng của chàng đối với nàng giống như là dòng nước chảy xiết phun ra ngoài sau khi bị kìm nén quá lâu. Chàng thích tư thế có thể gần kề với nàng nhất, bất luận là từ phía trước hay là phía sau. Chàng đều thích gần kề nàng, ôm nàng, làm cho thân thể của hai người hoàn toàn không có khe hở. Thẳng đến lúc gần cao trào, chàng mới tách ra, phóng túng chính mình, cũng phóng túng cho nàng. Có đôi khi vẽ bẩn sẽ cảm thấy tình cảm cũng như vậy, không có gì gọi là tin tưởng tuyệt đối. Chỉ có cố gắng dùng các loại phương thức bên ngoài Lo được lo mất trói chặt lấy nhau Mà lúc thực sự đi đến một bước sâu nhất kia Tất cả phương thức bên ngoài sẽ không còn quan trọng nữa Đại khái là đếm trước khi xuất trinh Tuy rằng thời gian không dài Nhưng vệ ẩn vẫn, vẫn phóng túng bản thân đến mức thỏa thích nhễ nhại Mà sở dù cũng không kìm nén Mãi cho đến tận đêm khuya Hai người mới dừng lại Thở hồng hộc nằm trên giường Hai người bọn họ vẫn cứ chán dán chán Tay nắm tay Mặt đối mặt nhìn đối phương chàng vẫn còn đang ở bên trong thân thể nàng không có ý muốn rút ra ngoài sợ dù nhìn trắng thấp giọng nói tiền dũng vốn chính là thuộc vị trí quân tiên phong cánh trái chàng dùng quen tạm thời đuổi ta cũng không có chuyện gì lớn đúng lúc ta có thể ở lại hậu phương chuẩn bị lương thảo nếu không đủ đến lúc đó ta đi càng thuận tiện ta không muốn nghe nàng nói những lời này vào lúc này vệ bẩn nghe nàng nói mấy câu này đúng là có chút không vui chẳng giống như một tiểu hai tử xoay người đè nàng tựa vào lồng ngực nàng nghe tim nàng đập sở dù không khỏi nở nụ cười vậy chàng muốn nghe ta nói cái gì vĩ uẩn không nói tim của nàng đập rất trầm ổn trong bóng đêm nghe đặc biệt yên ổn vĩ uẩn nhớ đến sắc mặt ban ngày của liễu Thiết dương nhớ đến năm 15 tuổi chàng ôm kiếm cúi người nói xin lỗi với ca ca của mình nhớ tới bộ dáng cố sở sinh quỳ gối khóc giống lên trước mặt sở du trong lòng chàng không hiểu tại sao Lại hiện lên cảm giác sợ hãi Người khác vẫn luôn khen chàng nhạy bén thông minh Nhưng có lúc chàng chán ghét nhất Chính là bản thân mình Vừa vặn ghét nhất chính là sự nhạy bén thông minh kia Chàng dựa vào ngực nàng Nhắm mắt lại Giọng nói có chút khàn khàn Ta muốn nghe nàng nói Hoài du chờ chàng trở về Ta chờ gả cho chàng Sở dù hơi sững sờ Sau đó nàng thấy vệ ẩn ngẩng đầu lên Vẻ mặt mà theo ý cầu xin mà kiên định chậm rãi nói a à, du chờ ta đúng hạn lấy lệnh được huệ thành trở về ta sẽ mang tất cả mọi chuyện báo cho mẫu thân biết sau đó đi đến nhà nàng nghị hôn có được hay không sở du không nói gì nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ ngón tay vớt về những sợi tóc của vệ ẩn rất lâu sau mới nói được nếu như trong giọng không có chút tâm tình gì mẫu thân chàng đồng ý chơi chàng chiếm được thanh châu thì đến nhà của ta nghị hôn cảm ơn các bạn đã lắng nghe hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé xin chào và hẹn gặp lại